Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, lại là Honda City đây các bạn ạ. Bên kia lại một chiếc xe Honda City tôi giới thiệu hôm qua. Thì ngày hôm nay lại một chiếc xe Honda City chúng tôi vừa mới về. Đấy, tôi sẽ giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn. Chiếc ngày hôm qua tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn cũng là màu xám bạc các bạn nhé. Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng vừa về một xe Honda City màu xám bạc. Nhưng chiếc xe này khác với phiên bản hôm qua. Phiên bản hôm qua là phiên bản Honda City CVT. Chiếc xe này mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn là chiếc xe Honda City phiên bản top các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và đăng ký cuối năm 2019. Chiếc xe đã lăn bánh hơn 6 vạn km rồi quý bạn nhé. Ở phiên bản Honda City top thì nó đầy đủ đồ hơn ở phiên bản Honda City CVT. Nó hơn phiên bản CVT, đó là nội thất ghế da nguyên bản, vô lăng bọc da nguyên bản, điều hòa tự động các bạn nhé. Đấy, thì chiếc xe này rất mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Màu xám bạc, đấy, cái màu xám này cũng đang rất là hot, rất là hợp với từng độ tuổi ở cái thị trường Việt Nam lúc này các bạn nhé. Thanh niên đi cũng rất là hợp và những người trung tuổi đi cũng rất là hợp vì chiếc xe này đang màu xám bạc hay còn gọi là màu xám xi măng này đang rất hot trên thị trường, đặc biệt là những chiếc xe Honda các bạn nhé. Ở phân khúc Honda xe máy đấy ạ, màu xám bạc này đang rất hot các bạn ạ. Chiếc xe mà chúng tôi đang giới thiệu đến quý vị ở đây là đều rất mới, rất là đẹp đấy ạ. Toàn bộ từ cụm đèn pha, đèn gầm, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất là mới luôn. Chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Sản xuất năm 2019 và đăng ký cuối năm 2019. Tính ra là đã đi được 3 năm rồi các bạn ạ. 3 năm. Đấy, với hơn 6 vạn km, mỗi năm đi hơn 2 vạn km. Đấy, nó cũng rất là vừa phải, rất là hợp lý thôi các bạn nhé. Và ở chiếc xe Honda City Top, nó mức tiêu thụ nhiên liệu nó cũng tiết kiệm hơn. Chỉ 5,8 lít cho 100 km quãng đường kết hợp các bạn nhé. Đấy. Toàn bộ những cái cụm đèn hậu đều rất mới, rất là đẹp luôn các bạn này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Camera lùi nguyên bản theo xe vẫn còn này. Đấy, và cụm đèn hậu này. Đấy, còn nguyên chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Camera lùi, cảm biến lùi là nguyên bản của xe đã có sẵn rồi các bạn nhé. Không phải đồ lắp thêm đâu. Chiếc xe này lắp thêm chỉ là dán phim cách nhiệt và màn hình Android thôi các bạn ạ. Dàn lốp còn nguyên bản luôn các bạn này, dàn lốp còn rất dày các bạn nhé. Đấy, chưa có bị va chạm gì cả này. Phiên bản này là phiên bản khóa thông minh, bấm tay để mở cửa. Phiên bản CVT thì cũng đã có khóa thông minh, bấm tay mở cửa rồi, start top rồi. Đấy, dàn lốp còn rất đẹp, rất là dày. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà sở hữu chiếc xe này về, chỉ việc sang tên và chạy thôi các bạn nhé. Đấy, cụm đèn pha, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt, logo đều rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát gì cả các bạn ạ. Gương chiếu hậu là tích hợp xi nhan trên gương. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, đầy đủ hết rồi các bạn nhé. Không còn thiếu một option nào ở phiên bản top này nữa các bạn nhé. Đây là cái phần táp bi cánh cửa, đây là cái táp bi cánh cửa phía trước bên lái các bạn ạ. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên zin, chưa có mất một phần keo chỉ nào cả. Đấy, toàn bộ rất là đẹp luôn. Vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển này. Đấy, sang số thể thao trên vô lăng này. Cruise control kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động các bạn nhé. Đấy, và màn hình Android mà chủ xe cũng đã trang bị cho chiếc Honda City Top 2019 này rồi các bạn nhé. Nội thất ghế da cao cấp nguyên bản theo xe. Đấy, ở phiên bản CVT thì phải lắp thêm ghế da nguyên bản ghế nỉ thôi. Phiên bản top thì đã có đầy đủ cả ghế da nguyên bản theo xe rồi quý vị và các bạn nhé. Và đặc biệt là chiếc xe này nội thất đều rất là mới luôn. Đấy, và đây là cái tem của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và ở cái phiên bản 1.5 phiên bản top các bạn nhé. Đấy, sàn 3D, trải sàn 3D đầy đủ hết cả rồi các bạn ạ. Toàn bộ những phần ghế da nỉ trần, nói chung là cái phần nội thất của xe đều rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Nội thất này thì mới lăn bánh có hơn 6 vạn thôi, chủ xe cũng cực kỳ giữ gìn cho nên là còn rất mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Honda City Top 2019 màu xám bạc đẹp như này, chúng tôi đang bán với giá là 430 triệu đồng quý vị và các bạn nhé.
chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên dưới kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều bạn nhé. Đây là cái phần cốp sau của chiếc xe thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem kỹ cho tôi ở cái phần ốc cốp sau. Đấy, cũng như là phần keo chỉ cốp sau và những cái phần dưới của cái cabo dưới của cái lốp sơ cua này các bạn nhé. Đấy, chủ xe cũng đã có tấm cao su chống bẩn rồi. Đấy, lốp sơ cua đây thưa với quý vị và các bạn, và xem kỹ cái phần dưới cốp này xem có bị đâm đụng hay không, có vết làm lại hay không quý vị và các bạn nhé. Đi mua xe cũ thì quý vị và các bạn cứ ưu tiên xem cái phần đầu và phần đuôi thật kỹ cho tôi các bạn nhé. Vì những chiếc xe bị đâm đụng va chạm gì thì chủ yếu là ở phần đầu và phần đuôi thôi quý vị và các bạn nhé. Rất là mới rồi. Và sau đây thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem toàn bộ cánh cửa phía sau này, táp bi cánh cửa này cho đến những cái phần keo chỉ cánh cửa đều mới và rất đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, cái ghế da phía sau đều rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy, hàng ghế sau này thì bao giờ cũng đẹp hơn, là vì chiếc xe này thì chạy rất là ít và gần như là chủ xe đi một mình, không chở gì nhiều người, cho nên là đằng sau rất là mới này. Sàn da 5D, trải sàn da 5D đã có rồi. Đấy, và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Cũng giống như bốn cánh cửa và cái cốp sau, tất cả là còn nguyên bản này, nguyên bản từ những cái phần keo chỉ. Đấy, keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản này. Táp bi cánh cửa này còn nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên, chưa có một con ốc nào tháo ra các bạn nhé, chưa có một con ốc nào có vết tháo các bạn ạ. Tất cả đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn này. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên, còn zin hết luôn các bạn nhé. Và nội thất thì toàn bộ ghế da và táp lô táp bi đều rất là đẹp rồi. Vô lăng cần số tay phanh đều rất đẹp, và chiếc xe này thì đã được chủ xe trang bị sẵn một cái màn hình Android rồi các bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp đây. Vô lăng cần số tay phanh tôi quay kỹ và chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn tự đánh giá được chất lượng của chiếc xe này các bạn nhé. Về cái phần ngoại thất và nội thất thì rất là ok rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái nắp capo này ra để xem trái tim của chiếc xe Honda City Top 2019 này ra sao các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về cái phần ốc capo trước đã. Ốc capo đến keo chỉ capo để cho quý vị và các bạn thấy được là nó nguyên bản như thế này, thì chứng tỏ một điều là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị và các bạn nhé. Tất cả còn nguyên bản và còn rất mới, rất là đẹp đấy, nguyên bản nguyên zin từ cái ốc capo. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé, từ ốc capo cho đến những phần ốc tai. Đấy, rồi những cái ốc nhựa ba đời sốc này. Và phần động cơ này, từ ốc chân máy này, ốc hộp số này, cho đến ốc răng dàn cò này, còn nguyên bản hết này. Đây là cái ốc chân máy nhé. Tất cả những chiếc ốc ở phần động cơ đều được đánh dấu bằng chấm sơn, hay anh em còn gọi là ốc bảy màu các bạn nhé. Để xem chiếc xe còn nguyên bản hay không là chúng ta xem những cái phần ốc có bị mở hay không các bạn nhé. Rất là đẹp ở chiếc xe Honda City Top 2019 này thì rất là đẹp rồi quý bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn còn chần chừ chờ gì nữa ạ? Hãy nhấc máy gọi ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. We'll be right back.